Bắp ơi, anh đang làm gì ạ? Đang làm gì ạ? Sao con chặn lại cái cầu vậy? Con cho bạn đi đi chơi chứ. Con cho bạn đi chơi đi chứ, con chặn lại cái cầu đâu có được. Nha. Con đi ra cho bạn chơi. Nhanh. Bắp xích ra. Đúng rồi, lùi lại nữa. Lùi lại nữa. Lấy cái tay ra. Lấy một tay ra cho bạn đi qua. Nhanh lên con. Rồi, cho con ở đây luôn nha. Đúng rồi, con phải lấy một tay ra, con biết không? Con có lên cầu chơi không? Con có lên cầu chơi không? Sao con? Con ơi, bắp. Con đi qua cầu đi. Qua cầu đi, con biết qua cầu không? Con biết qua cầu không? Nhanh lên. Bắp ơi. Con đừng có đu nha, té nha. Té nha, không có đu nha. Ta hỏi nè, bắp. Con có biết qua cầu không? Con đi qua cầu đi. Đi từ từ thôi nha. Đó, bạn qua cầu kìa. Con có đi qua cầu với bạn không? Con đi qua cầu với bạn đi. Hả? À. Thôi đi về nè, bắp đi. Bắp con đi về nha. Vậy con ở đây chơi nha. Ba đi nha, bye bye. Ba đi đây.